Đây là món thịt ba rọi lăn kho chung với hạt dẻ nha bà con. Rất là ngon đây. Xin chào cả nhà nha. Ba Lan đang chuẩn bị làm món thịt kho nha bà con. Mã này hình như là lăn kho theo kiểu người Hoa rồi chứ không còn giống người Việt nữa nha. Cái này kho bằng nước tương. Đây là có hành nè, hành đỏ, tỏi, cà rốt, hạt dẻ, khoai lang tím. Và có nước tương đó. Bây giờ bắt đầu Lan đi kho rồi, mời cả nhà coi Lan làm sao nha. Đây Lan bắt cái chảo lên cho thiệt nóng nha bà con, cái da heo này Lan để cái da heo nó vàng đó. Rồi được rồi nè bà con, bây giờ Lan bắt đầu đi qua sắt nó. Bây giờ Lan bắt cái nồi lên, Lan để một miếng đường mía nha bà con, còn miếng nữa thôi bỏ hết. Xong Lan để một chút xíu nước vô nha, giống như mình thắng nước màu vậy đó bà con, cho cái đường này nó tan ra. Cái này cho nó hơi ngả cái màu rồi, giống như là hơi vàng vàng màu cánh kiến chút xíu vậy đó bà con, cho nó đẹp chút vậy thôi chứ mình không thích đậm quá. Lan chế vô một miếng dầu ăn nha, để củ hành đồ vô trước. Rồi kế tiếp là tỏi nha bà con, Lan thử lên cho nó thơm. Cái này nó hơi thơm mà chứ không cho vàng nha. Lan bỏ thịt vô. Mình xào cho cái cục thịt nó săn lên nó nha bà con. Lan để một miếng bột ngọt, một chút xíu muối, một ít đường. Rồi Lan xào lên cho đều, cho nó thấm cái gia vị vô cho cái cục thịt. Lan bỏ hột dẻ vô trước nha. Hột dẻ nó lâu chín, tại hột dẻ sống cái này nó lâu chín hơn những cái khác. Nên Lan cho nó xào trước. Rồi bắt đầu Lan để nửa chén nước tương nha. Cái này tùy theo bà con nấu nhiều hoa nấu ít thì mình tính mình chia ra. Cái này Lan nấu cục thịt này chắc cũng có 800 g. Lan để vô. Rồi bắt đầu Lan để nước vô theo cho nó nhiều, nửa nồi. Cái này mình nấu khoảng một tiếng đồng hồ sau rồi Lan mới chiên mấy cái kia Lan bỏ vô. Bây giờ Lan bắt đầu đi làm cái khoai tây với cà rốt là Lan chiên. Lan để dầu vô Lan chiên khoai tây nha. Khoai tây ý không phải khoai lang chứ nó lộn. Khoai lang với cà rốt. Bây giờ dầu nóng rồi Lan để vô Lan chiên nha. Chiên cà rốt. Lan cho nó được ướt giả nha bà con. Rồi đây bây giờ Lan xúc ra nha. Được rồi, mình chiên sơ thôi. Nghịch cái tay cái gì, ngổ ra làm tay nào cũng quen nha. Bây giờ Lan bỏ khoai lang vô Lan chiên. Cái tay bây giờ được rồi nha, Lan lấy ra nha. Không có cần vàng quá, mình chỉ giờ cho nó khô vò lại cái giống như cho nó hơi vừa vừa vậy đó, nó đừng có bị gã đó bà con. Đây bây giờ nó sôi rồi Lan hớt bọt nha. Cái này mình nấu khoảng một tiếng đó nha bà con, cho nó mềm một dẻ, nó mềm thịt nó mới ngon. Hớt bọt.
Nãy giờ Lan kho được một tiếng nó sệt lại gì nha bà con. Bắt đầu Lan để cà rốt vô. Để cà rốt vô. Cà rốt vô trước. Tại cà rốt nó lâu tiếng hơn mình để cà rốt vô trước. Đây. Nó sôi lên là mới để phải lan vô. Mình nêm thử miếng mà nó sao nha. Ngon lắm bà con ơi. Bây giờ bắt đầu Lan để củ hành vô đặng Lan quậy chứ sơn cái nha, tại khoai lang nó chín rồi. Đó, khoai lang nãy Lan chiên chút xíu mà nó chín đó bà con. Đó là vậy đi. Để thôi để cái đằng khoai lang sau trước cái đó mình quậy lên vì nó gã đó. Rồi. Đó Lan để khoai lang vô. Wow, ngon quá. Lạ miệng chút xíu nha bà con chứ kho nấu canh chua hoài chán quá rồi. Để Lan cho nó sôi lên. Rồi bây giờ Lan để vô nha. Cho nó sắp sắp vậy đó nó mới ngon. Mình kho nãy giờ bây giờ là xong rồi nha bà con. Nó sờ đặc đặc sình sệt gì nè, mình để hành vô, hành lá vô. Xong rồi giờ tắt lửa múc ra ăn thôi bà con. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay Lan làm cái món thịt kho chung với hạt dẻ và cà rốt với khoai lang rất là ngon bà con. Kho bằng nước tương, mời bà con tối nay ăn thử với Lan nha, ăn chung với đồ chua. Đây là món thịt ba loại Lan kho chung với hạt dẻ nha bà con. Rất là ngon đây. Không có. Mời cả nhà ăn cơm hạt dẻ Lan kho với thịt ba loại nha bà con, chung với cà rốt và khoai lang. Rất là ngon, mời cả nhà ăn thử. Đó, rồi mời cả nhà ăn đi anh. Trước tiên là ăn một hạt dẻ trước mà còn một dẻ ngon lắm nè. Ngon. Kho với nước tương ngon lắm bà con. Có cái muỗng cho anh nữa đó. Cái này mình muốn ăn ngon dở mình múc vô cái một thứ, một cục thịt ba rọi, một miếng cà rốt, một miếng hạt dẻ, rồi một miếng khoai lang. Trời ơi, cái chút đủ quá trơn vô đây. Múc ăn, khỏi ăn đũa đâu. Mời cả nhà. Chua ngon quá không? Không phải, tụi em làm mà cái này loại khác. Bữa nay dâu mình nó thèm ăn bánh xèo nữa. Kho chị dầu ngon. Thịt kho ngon phải không? Kho chị dầu ngon lắm bà con. Anh ăn đủ hết đi, cái chút chút gạo cả luôn, ngon. Chứ thay vì mình kho thịt ba rọi kho không á thì ăn nó dễ ngán lắm. Con này mình ăn chúng hạt dẻ nó cũng ngon nè, bùi bùi ngon lắm. Rồi chúng củ khoai lang cũng ngon nữa, cà rốt.
ăn là phải ăn với muỗng đúng không? Ông xã cũng ăn kiểu Việt Nam cũng chấm tá lá hột dền vô chứ. Ngon. Thịt ba chỉ ngon quá. Mê nhất là ăn hột dẻ nè. Ăn miếng đồ chua vô nó ngon sao đó. Gắp miếng ớt ăn chứ không? Lúc tôi mới người tàu đưa ăn rất khó. Ăn khó xì dầu nữa, mình ăn nước tương ngon thôi. Cái miếng cải xanh ngon. Nồng không anh? Vừa ăn ngon. Ngon hả? Cải xanh nhà trồng ngon. Chấm miếng à? Mẹ thích ăn the the á, cái cay. Nồng á, ngon. À, nồng. Nồng ngon quá. Thịt ba gọi kho gì ngon quá. Gọi ngon. Gọi ngon ha. Nó là muốn ba gọi quay á. Quay lắm. Lâu rồi mới làm. Đây các tầng không biết nhiêu cây số mới. Không được. Hơn 5 cây á anh. Vậy mà đi các tầng xa. Không được là chỉ có khâu với xếp quay thôi. Con Lý Nhan nó đo rồi. Với cô bợt. Đây mình đi lại đường chút vô là 3 cây. 3 cây rưỡi. Ba lan ngon. Trứng cục ba lan. Đáng lẽ này phải mua ba lan tím á giờ mới thấy. Cà rốt cũng màu cam, màu phê, lan cũng màu cam, nó dòm cái nào cũng cam cam đó nè. Có hợp đâu? Một chén mà không ăn nhiều. Miếng. Ngon quá. Em nghĩ rồi đó. Beautiful. Em bye bye đó nha. Bye. Ngon quá bà con ơi, Lan ăn rất là ngon. Thịt kho gì ăn dễ ăn ngon lắm. Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim. Bà con coi có thích thì cho hai chồng mình xin một like và ủng hộ tụi mình nha. Mình thật cảm ơn nhiều. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye bà con. Hẹn phim tết. Cái nào ổng cũng hẹn phim tết. Ngon quá ăn không? Ngon quá ổng lòng tin không ăn à. Bà con gái ủng hộ là không quay phim nữa. Dạ gái ủng hộ rằng Lan có tinh thần Lan quay tiếp tục. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con.